Theo Pravda, trong ngày 15 tháng 10, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã đưa ra báo cáo cập nhật về tình hình giao tranh tại tiền tuyến trong vòng 24 giờ qua. Phía Ukraine cho biết đã có tổng cộng 198 cuộc giao tranh nổ ra, chủ yếu tập trung tại mặt trận Pokrovsk và Kudakove, với lần lượt là 40 và 50 lần. Theo hướng Lyman, quân đội Ukraine cũng đẩy lùi 37 đợt tập kích của đối thủ. Tại vùng Kursk, chúng ta cũng tổ chức 12 đợt không kích nhắm vào các cơ sở quân sự của Nga. Cũng theo báo cáo này, quân đội Ukraine đã khiến Nga tổn thất 1.210 binh lính, 13 xe tăng, 44 xe bọc thép và 64 hệ thống pháo trong ngày qua. Bên cạnh đó, lực lượng phòng không Ukraine cũng đánh chặn 12 trong tổng số 17 UAV được đối thủ triển khai trong đêm. Đại ABC Ukraine vào ngày 15 tháng 10 cho biết, Tổng thư ký NATO Mark Rutte mới đây đã tuyên bố rằng liên minh này sẽ không lùi bước trước Nga và sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine mạnh mẽ. Rus nói, chúng tôi sẽ tiếp tục. Đó là thông điệp mà NATO muốn gửi đến Moscow. Chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết, đảm bảo Nga không đạt được mục tiêu và Ukraine chiến thắng. Cũng theo ông Rus, NATO là liên minh phòng thủ, đồng thời không có ý định chiếm giữ bất kỳ phần lãnh thổ nào, không thuộc về các thành viên. Tuy vậy, NATO sẵn sàng đối đầu với bất kỳ nguy cơ nào và sẽ không bị đối thủ đe dọa. Theo dân trí đưa tin, mới đây không còn tòa nhà hay nơi trú ẩn nào còn nguyên vẹn ở Torres thuộc Donetsk cho phép Nga kiểm soát thêm các khu vực của thị trấn vốn đang bị bao vây. Anastasia Bobovnikova, người phát ngôn của nhóm tác chiến chiến thuật Luhansk cho biết vào ngày 14 tháng 10, Torres nằm cách thành phố thủ phủ Donetsk 35 km về phía bắc. Thị trấn này đã trở thành một trong những điểm nóng nhất ở tỉnh Donetsk trong những tháng gần đây khi quân đội Nga tiếp tục tiến vào miền đông Ukraine. Bây giờ thị trấn trông giống một sa mạc hơn, không có nơi trú ẩn cho dân thường hoặc binh lính và thật không may, điều này cho phép đối thủ kiểm soát các khu vực mới. Nhưng trên vùng đất bị phá hủy nghiêm trọng, quan chức Bobov Nikova nói. Tổ chức tình báo nguồn mở thân Ukraine Deep State, nói vào ngày 15 tháng 10 rằng quân đội Nga đã tiến vào Torres trong ngày qua. Tính đến ngày 11 tháng 10, theo chính quyền địa phương, Ukraine chỉ còn kiểm soát khoảng 40-50% đến thị trấn, trong khi Nga đã giành được phần còn lại. Trước đó, quân đội Ukraine cho biết các cuộc giao tranh đã diễn ra tại mọi lối vào tòa nhà khi lực lượng Nga đang tiến từ phía đông dọc theo tuyến phố Tsenchanla. Các nhà phân tích quân sự Ukraine cho rằng, nếu xảy ra kịch bản cao điểm Torets, muốn nằm trên đỉnh đồi bị thất thủ, Moscow sẽ ngăn chặn hiệu quả các tuyến đường hậu cần quan trọng nối hậu phương của Ukraine với khu vực chiến đấu, bao gồm cả tuyến đường chính Pokrov, Kostiantynivka. Đà tiến của Moscow ở mặt trận miền Đông trong thời gian qua đã cho thấy ưu thế vượt trội của Nga về quân số và trang thiết bị khi Ukraine vẫn đang kêu gọi đồng minh phương Tây viện trợ thêm vũ khí. Nga hiện kiểm soát một phần năm lãnh thổ Ukraine đã tiến về Torres kể từ tháng 8, giành quyền kiểm soát từng ngôi làng với sự hỗ trợ của bộ binh nhờ việc tăng cường sử dụng bom lượn dẫn đường có sức tàn phá cao. Nhờ chiến thuật tiêu thổ bằng cách ném hỏa lực phá hủy các tòa nhà, Nga khiến phía Ukraine không còn nơi ẩn nấp nhằm mở đường cho bộ binh tiến lên. Đối với Ukraine, Torres đã là thành phố tiền tuyến trong 10 năm nay vì nó nằm gần các vùng lãnh thổ của Ukraine bị phe ly khai do Nga hậu thuẫn, kiểm soát vào năm 2014. Kể từ đó, Torres đã trở thành nơi ép gia tăng bảo vệ. Đối với Moscow, việc giành được Torres sẽ đưa ra mục tiêu kiểm soát toàn bộ đôn Bắc của Nga đến gần hơn. Cho tới nay, Nga đã gần như kiểm soát hoàn toàn tỉnh Luhansk, một phần của đôn Bắc, và đang đẩy nhanh tiến độ theo hướng Donetsk. Đôn Bát là trung tâm công nghiệp quan trọng của Ukraine, nên mất đi khu vực này sẽ trở thành tổn thất rất lớn đối với Ukraine. Cuối tuần qua, truyền thông nga đưa tin lực lượng Ukraine đã bắt đầu rút quân khỏi thành phố chiến lược Torės sau các cuộc giao tranh khốc liệt gần đây. Hãng tin TASS nga dẫn nguồn tin của lực lượng an ninh nga cho biết, hôm 13 tháng 10, tình hình của đối phương ở Torės khá nguy cấp, họ buộc phải rút chạy. Hiện tại, một phần trong số các đơn vị đã rời khỏi thành phố này. Nguồn tin an ninh nói thêm rằng quân đội Ukraine đang hành động tương tự những lần trước đây khi rút quân thành từng nhóm nhỏ khỏi thành phố Torev. Theo thông tin từ VOV, các lực lượng Nga đã giành lại được nhiều ngôi làng và mảnh đất mà Ukraine chiếm được trong cuộc đột kích vào tỉnh Kursk của Nga. Những bước tiến này của Nga có thể xóa tan hy vọng của Kiev về việc ép Moscow ngồi vào bàn đàm phán. Cụ thể, quân Nga đã giành lại quyền kiểm soát đối với một số ngôi làng ở vùng biên giới phía Tây của nước này mà Ukraine đột kích vào cuối mùa hè 2024. Đà thắng lợi của Nga có khả năng ngăn chặn ý đồ của Ukraine định sử dụng vùng đất chiếm được ở Kursk làm lá bài mặc cả trên bàn thương lượng. Trong những ngày gần đây, quân Nga đã gia tăng các nỗ lực đánh bật lực lượng Ukraine ra khỏi khúc lồi mà họ tạo ra bên trong tỉnh Kursk của Nga. Họ đã mở vài cuộc tiến công do xe thiết giáp dẫn đầu Bản đồ chiến trường do một số nhóm độc lập biên soạn sử dụng hình ảnh vệ tinh và video chiến sự cho thấy lực lượng Nga đã chọc được vào gờ phía Tây của khúc lồi do Ukraine tạo ra tại Kursk, chiếm lại ít nhất ba ngôi làng. Dipset, một nhóm có quan hệ gần gũi với quân đội Ukraine và chuyên phân tích video chiến sự nhận định mới đây. Nói chung, tình hình ở Kursk không được tốt lắm. Các lực lượng Ukraine đang áp dụng các biện pháp ổn định tình hình nhưng cực kỳ khó giành lại được những nơi đã mất. Emin Henry, nhà phân tích quân sự cho nhóm Blackbird có trụ sở tại Phần Lan, nói rằng một số nhân tố thuộc các đơn vị Nga đã cố gắng tiến tương đối xa vào sau lưng quân Ukraine, từ đó gây ra nhiều vấn đề và tổn thất cho phía Ukraine. Nhóm Blackbird cho hay lực lượng Ukraine hiện giờ chỉ còn kiểm soát được 777 km vuông so với 1.000 km vuông họ giành được vào đầu chiến dịch đột kích Kursk hồi đầu tháng 8 năm 2024. Ukraine tiến hành chiến dịch Kursk với hai mục tiêu chính. Thứ nhất là ép Nga phải điều bớt quân khỏi những nơi khác để chống trả quân Ukraine ở Kursk, từ đó làm giảm áp lực lên lực lượng Ukraine ở miền Đông. Thứ hai là chiếm lãnh thổ của Nga để dùng làm lá bài mặc cả với Moscow trên bàn đàm phán. Mục tiêu thứ nhất cho đến nay được coi là thất bại, Điện Kremlin vẫn chủ yếu triển khai lực lượng dự bị trong nước ra mặt trận Kursk, còn tại miền Đông, quân Nga vẫn gia tăng áp lực tấn công. Giới chức Kiev đang mong mỏi nhiều ở mục tiêu thứ hai, coi đó là một phần trong kế hoạch chiến thắng của họ. Tổng thống Ukraine Zelensky xem chiến dịch Kursk là một trong những giai đoạn nhằm chấm dứt chiến tranh. Nhưng mỗi thắng lợi mới của Nga tại Kursk lại càng làm suy yếu giá trị của lá bài mặc cả này nhà phân tích kase henmi cho biết tiếp những cuộc phản kích của nga liên tục làm giảm tầm quan trọng chính trị của khu vực do ukraine kiểm soát bên trong kurs nếu xu hướng này tiếp diễn phía ukraine có thể sẽ phải cần xem xét lại sự hiện diện của họ trong khu vực và tương lai của toàn bộ chiến dịch kurs Ukraine mở màn chiến dịch Kursk vào ngày 6 tháng 8 năm 2024, nhanh chóng chiếm hàng chục ngôi làng và khu định cư của Nga, bao gồm thị trấn chiến lược ra của Nga. Sau đó, Nga đã phải mất vài tuần lễ để ổn định tình hình bằng cách gửi viện binh để chặn đà tiến của quân Ukraine. Giới phân tích quân sự và giới chức Mỹ đánh giá rằng phản ứng của Nga vào lúc đầu là chậm và phân tán khi Moscow quyết định nên sử dụng lực lượng quân sự và an ninh nào để dẫn đầu các cuộc phản kích của họ. Sau đó, đến giữa tháng 9, Nga mở cuộc phản kích quy mô đầu tiên đánh chiếm ít nhất một ngôi làng Snagos và vài khu định cư nằm ở sườn phía tây của khúc lồi Ukraine. Nga mở làn sóng phản kích thứ hai vào tuần vừa rồi, thọc sâu hơn vào sườn phía tây của lực lượng Ukraine và giành lại khoảng 52 km vuông lãnh thổ, theo các chuyên gia độc lập theo dõi đà tiến quân của Nga dựa trên video chiến sự có định vị địa lý. Quân Nga hiện đã chiếm được làng Vanovka và tiến tới ngoại vi làng Olgovka. Giới chức và binh lính Ukraine nói chung kín tiếng về tình hình tình Kurs nhằm bao vây an ninh cho chiến dịch này. Andriy Kovalenko, một quan chức cấp cao của Ukraine, chỉ viết ván tắt trên mạng xã hội mới đây. Chiến sự rất dữ dội và tình hình không ngừng thay đổi chuyên gia Henry cho biết rõ ràng là phía ukraine dường như không giữ vững được chiến tuyến ông nhận xét thêm có dấu hiệu quân đội ukraine chưa xây dựng được hệ thống công sự quy mô lớn nào trong khu vực này khiến việc phòng thủ của họ gặp khó khăn sườn phía tây hiện bị quân nga tấn công nơi đây có địa hình tương đối mở có một số đô thị mà quân ukraine có thể khai thác để bám trụ tại đây viện nghiên cứu chiến tranh isvk có trụ sở tại washington vào tuần trước đánh giá rằng quân đội nga có thể đã chủ đích gia tăng phản kích ở kurs trước khi thời tiết nhiều mưa vào mùa thu và mùa đông sẽ khiến địa hình trở nên lầy lội khó khăn cho tác chiến của xe thiết giáp nga và tạo thuận lợi cho quân ukraine củng cố thế trận phòng ngự Việc Ukraine đột kích Kursk và cố gắng bám trụ tại đây đã khiến cho Ukraine bị căng mỏng với nhân lực và vật lực, vốn đã rất khan hiếm trong cuộc đối đầu quân sự diện rộng với Nga từ đầu năm 2022 đến nay. Hiện rất khó để khẳng định liệu Ukraine có trụ vững được tại Kursk hay không. Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ vào đầu tháng 10 này dự đoán Ukraine có thể giữ được đất tại Kursk trong vòng vài tháng nữa hoặc hơn. Theo thông tin mới nhất từ báo Đời sống và Pháp luật, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đã có 161 cuộc giao tranh diễn ra dọc tuyến đầu trong vòng 24 giờ qua, phần lớn là ở mặt trận Pokrovsk và Kudakove. Trên mặt trận Kharkiv, giao tranh diễn ra gần Saritseia đã xảy ra 19 cuộc đụng độ trên mặt trận Kupians gần Petropavlivka, Pistane, Visneve, Kopanki và Lozova. Theo thông tin cập nhật, quân đội nga đã tiến hành 19 cuộc tấn công vào mặt trận Liman gần các khu định cư là Herdekipka, Daruzelibka, Novosadove, Nevsky, Teni và Toske. Ngoài ra, Ukraine cũng xác nhận ba cuộc giao tranh đã diễn ra trên mặt trận Kramators ở khu vực Chasipya và Suvoki. Quân đội nga đã tiến hành 4 cuộc tấn công vào mặt trận Torres gần thị trấn Torres và Chebinikka. Quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 25 cuộc tấn công của quân địch vào mặt trận Pokrovs gần Sukhya, Lysivka, Promin và Selidove. Lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi 39 cuộc tấn công của Nga vào mặt trận Kurakove gần Zaleny Druhe, Kremina Banka, Ismailivka, Novoselidivka, Kudakivka, Henik, Maximi Lianivka, và Katerinivka. Quân đội Nga cũng đã tấn công hai lần gần Zolotaneva trên mặt trận Vremivka và cố gắng tấn công tuyến phòng thủ của Ukraine trên mặt trận Pridnipovske 8 lần. Tình hình giao tranh ở mặt trận Huliaipole vẫn tiếp diễn. Ukraine không phát hiện dấu hiệu nào của nhóm tấn công Nga trên mặt trận Volin và Polisia. Lực lượng Nga tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự trên biên giới với các tỉnh Chernihiv và Sumy tiến hành pháo kích và tấn công bằng súng cối vào các khu định cư của Ukraine từ lãnh thổ Nga. Kyiv Independent đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố vào ngày 14 tháng 10 rằng lực lượng nước này đã thành công giành được quyền kiểm soát làng Levadne ở tỉnh Zaporizhia của Ukraine trong bối cảnh giao tranh đang diễn ra tại khu vực này. Bộ này cho biết trong một tuyên bố, các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía đông đã giải phóng làng Levadne ở Zaporizhia và giành được nhiều vị trí có lợi hơn. Ngoài ra, nhóm tác chiến phía đông đã gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn Cơ giới số 72, Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 58 và Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 110 của quân đội Ukraine tại các khu vực gần các khu định cư là Dobrovolie thuộc tỉnh Donetsk và Temirovka thuộc tỉnh Zaporizhia. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ukraine cảnh báo về khả năng Nga sẽ tấn công vào phía nam Zaporizhia ngay khi quân đội đối phương tiếp tục tiến vào phía đông Ukraine. Theo các báo cáo, quân đội Nga đã tiếp tục tấn công vào khu vực Zaporizhia trong những ngày gần đây. Ông Vladislav Volosin, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ miền Nam trong một bình luận cho tờ Kajib Independent, đã phủ nhận khả năng Nga phát động một cuộc tấn công lớn vào khu vực này. Ông cho rằng Nga chỉ thực hiện các cuộc tấn công trên bộ tại địa phương. Khi được hỏi về việc Nga thành công kiểm soát làng Levane, ông Volosin cho biết tình hình đang diễn biến khá khốc liệt và mỗi bên đều có thể giành lại thế chủ động. Nhóm giám sát cộng đồng Dipset cho thấy Levane đang nằm trong tay Ukraine tính đến ngày 13 tháng 10. Levane nằm ở phía tây làng Velika Novosinka, cách thành phố Zaporizhia khoảng 170 km. Trong những tuần gần đây, quân đội Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào Zaporizhia nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự bằng bom dẫn đường. Ông Volosin cảnh báo rằng Nga đang tập hợp quân sự tại tỉnh Zaporizhia vào ngày 28 tháng 9. Người phát ngôn sau đó cho biết Nga đang chuẩn bị cho một hoạt động mới gần ngôi làng Priutne, lân cận Levane, nhưng nói thêm rằng một cuộc tấn công toàn diện sẽ đòi hỏi Nga phải có số lượng nhân lực và vật lực lớn hơn.